10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 6. Dire team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Oracle. Radiant team pick. Ok, vâng, xin chào mọi người. Chúng ta sẽ cùng theo dõi game đấu giữa Cavalry gặp Monster trong khuôn khổ giải đấu Star Leader, Styly, Star Series S3. Ok, cái tên giải Soul Falcon dài. Ta gọi tóm tắt là Styly, Star Series Season 3 đi. Đây là khu vực trận đấu của vòng loại khu vực Trung Quốc giữa hai team Cavalry gặp Monster. Bên phía hai team thì bên phía Cavalry họ có cho mình là Clockwork, Speed, Ember Speed, Oracle, Bandy, Rosada, Bad Rider, Sakidat và Storm Speed. Còn bên phía Monster lại bỏ đi đó là Underlord, Salafian, Queen of Pawn, Tinker. Họ có cho mình là Archmagi, Velomancer và Zoot. Đang có lượt pick thứ tư. Archmagi, Zoot khả năng đi miss, Velomancer chắc là plan thôi. Hoặc là farm rừng, chắc là plan. Khá hợp lý. Rút Ember thì kèo này rút ở dưới. Mẹ có Sand King, khá phức tạp. Khá là phức tạp, nhiều khả năng Sand King thì sẽ đi upland đẩy Velomancer đi mid thì cũng khá là ok đối đầu Ember Speed hoặc đẩy vậy hợp lý hơn. Upmerzai và rút thì sẽ đánh vị trí support, cần thêm vị trí carry thôi. Nhưng Morphing Bandy thì phía Cavalry rồi, còn bên phía thì Monster họ đang suy nghĩ để loại bỏ đi một hero carry bên phía đối phương, vì đối phương đang thiếu một carry. Vâng, xin bảo chào bạn Trung Nguyễn. Hoodie mở lại được kênh Sport rồi. Hoodie thì đã được mở kênh lâu rồi bạn ạ. Sau khi hình như là mình trước khi mình vào có bị ban kênh thì phải. Và với sự xuất hiện của mình thì khi nào bất kỳ có giải và kênh chống mình sẽ lên cast game cho các bạn, trừ khi là mình quá đuối. Và đêm nay cũng sẽ có đó là các loạt trận của giải Run Arena và lúc nửa đêm cơ, gần nửa đêm. Đầu tiên là trận Vega gặp Empire vòng playoff vào lúc 11 giờ PM. Tiếp theo đó trận Rebel Erland vào lúc như 10 như lúc 2 giờ sáng thì phải, dự kéo như vậy khoảng 2 giờ sáng. Hai trận đều bo ba cả. Như vậy AM đã bị loại bỏ đi thì phía Monster, và bên phía Monster họ cũng có lượt pick cuối của mình thì đó là Weaver. Trời ơi, một cái lineup gì mới con orc nhìn cứng cam một chút xíu. Sen King chắc trụ được. Lớp mỏng quá, đánh kiểu gì đây? Ôi, nhức đầu quá. Nhức đầu quá, không biết là để lớp kiểu gì. Ok, mình nhìn xem Ember Speed đi mid thì chắc để Velom đi mid thì farm hợp lý, đi được Ember một chút xíu. Clock thì sẽ đẩy Sen King để upland thôi. Thì với Clock bị Clock đặt cọc vào thì Sen King hoàn toàn thể sọc săn chui ra. Mà tay ngắn hơi khó farm. Weaver tay dài để Weaver upland cũng được. Sen King farm carry. Hỏi quan trọng bên phía đối phương. Oh my god, chọn cho mình đó Huska. Bộ đôi Oracle Huska phi đúng rồi. Land khó rồi, chia land khó rồi cho bên phía Monster. Chắc để Weaver đối đầu với Huska thôi, điệp land thôi. Quá khó farm, rất khó ở chạy. Hoặc đẩy Velom upland như vậy giúp đi mid hơi thọt. Sen King farm đâu. Nhức đầu quá. Ok, chia land như vậy tạm ổn.
Còn về phía Cavalry thì họ chia lane rất là dễ thôi, một cái chia lane tiêu chuẩn. Không có gì phải thắc mắc cả. Quan trọng như thế nào? Khó rồi, khó rồi. Weaver hên xui vẫn bị chết. Mà đối đầu Huska. Mà nếu mà Weaver không farm xanh được thì không có đam. Vậy Weaver bắt buộc phải đi upland thôi. Và cái con que gì đó mình không thể nào biết được. Suy nghĩ của các cô su nó mắc level ảo diệu. Các bạn chờ mình xíu nha. Dụng công nghệ cao để có thể vừa cắt game vừa. Ok, như vậy là có power rồi. Ok, như vậy đã có power. Trên đồ chúng ta nhìn qua lớp hai bên. Bên phía Monster thì đó là GG cầm cho mình đó là Weaver, Destiny cầm Velomancer, Volo, Fizz. Úp thì đó là Just, FIFA, Ork'Nazar cùng Yama cầm cho mình đó là Sand King. Còn bên phía team Cavalry, Cavalry thì Mevius cầm Huska, TZ, Clock, Work, Surly. Surly cầm cho mình đó là Oracle, Nier cầm Earthspeed cùng là IFS N7. Rồi, rất là tên rất là ngoằng. Thanh niên N7, N7 gọi là IF đi. Ember. Master bên phía Raren, còn Cavalry bên phần sân của Team Die. Ok, bao game. Bao game. Đồ đạc mua. Trời, mua luôn Senshi từ phía của Die rồi. Từ phía Cavalry chắc kèo cho con Weaver này behind Summoner. Kèo được gọi, chúng ta chưa xem. Vậy có smoke di chuyển ra đây cắm cái ward rồi, hai bên smoke không thể thấy nhau nhiều khả năng thì Sen King di chuyển ra đây lộ smoke. Oh my god, hết thời gian smoke chính xác hơn. Và những cái ward cắm ra ở mid đảm bảo khả năng farm của vị trí slow mid của cả hai team. Yes, là cho mình xíu mình sang PR kênh. Có giải thì phải PR. Ok, bên kia bên top thì A đang chơi game thôi, ai xem đi để nha. Tờ cho lại hiện Caravari đây rồi. Tắt nêm thì đặt lại CG nhỉ. Nhức đầu quá. Nó di chuyển vào từ phía Speed Oracle muốn tranh chấp cái rune trên top phía đối phương nhưng không rồi, như vậy là không kịp thời gian di chuyển, không tranh chấp được rune chia đều cho cả hai team. Vậy đi mid sẽ là Zeus, đối đầu Ember, nhiều khả năng thì Zeus sẽ bị Summoner. Ember có cho mình level 6 hên xui vẫn solo kill như thường. Cái set của Zeus thì nếu mà Ember tăng cho mình cái skill 3 bật lên cũng chả giải quyết vấn đề gì. Nhưng mà nó có fast box rồi, ở đây thì đó là Velomancer cộng cho mình skill 1 cùng với đó là Sand King. Nhưng mà Ember phải di chuyển lên đây cơ, dưới đồi rồi, lộ sai rồi, chạy đi đâu. Vâng, ram không đủ, lăn banh lên, đây có vẻ như pha tập kích, vâng, xịt độc, xăm stun. Xịt độc là trượt thì phải và Ember chói là xịt độc vào chúng rồi, dồn đam vào cái Ember sẽ chết trong tình huống này thôi. Nhận phớt blood cho bên phía team Master thì ăn đó là rút nhưng mà Sen King phải trả giá cái mạng của mình. Nhưng phải tính là lời cho bên phía team Monster. Còn Cavalry thì họ hơi lỗ một chút xíu, Earthspeed pha vòng sau nhưng mà đối phương quá đông không quan trọng hơn là anh lăn vào trượt anh phạt lém lửa của con Orc. Ember bắt đầu thốn rồi, việc hỗ trợ ra như này thì Ember sẽ thốn rất nhiều và rút sẽ xanh, xanh thì sẽ để được
Em bơm cách thoải mái. Phía dưới bot thì như mình dự đoán thì đó là vấn đề cho Weaver đi farm thôi. Farm xanh mình có đam được. Phía trên top thì đua lane Velom đối đầu là cùng Sen King đua Husqvar. Husqvar hẳn cả hai con. Trời ơi, sẽ hit level chút xíu thì Velom vào rừng farm đảm bảo lượng farm của Sen King bắt buộc rồi, không thể nào đi lane được với con Husqvar thì thì level thôi. Pha Squeezie lên muốn bắt vị trí của anh ọc rồi, pha cái đường khai dồn đâm rất nhiều TBV, liệu TBV không khả năng là không, như vậy là chỉ một hit nữa thôi về Poor Man Seal. Không, như vậy là chết rồi, về nhà vẫn chết kém lửa. Tại sao anh cũng TB ở đây, anh TB ở đây làm gì, nhức đầu quá. Như vậy hai đều, tại sao anh lại rồi mình cứ xem sao lại chết. Ok 10 giây. À, 10 giây nữa. Chúng ta xem lại cái tình huống anh TB bằng clock. À. La 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 và nhức đầu quá. Oh my god. Go lead, go lead. My bad, my bad. Ô, cái gì mà bay ra vậy? Trời. Dota TV lỗi sao mà bay ra? Trời ơi. Ok, chúng ta quay trở lại với game đầu. Mọi thứ trở lại bình thường. Ta đặt cóc ra mà Harad chút xíu máu mana. Ở đây thì mid Speed vẫn đang rình rập. Chờ đợi nhưng mà dễ diễn ra của Ọc mưa dài. Vậy kèo rình rập của Speed thì không thành công đâu. Ember xem nào. Chúng ta để lại Ember mình farm rất tốt. Rút thì farm không lại được. Ember khả năng farm tay như gì giáp lửa đây. Tăng cho mình 2 điểm skill 1 luôn. 2 điểm chói. Syringe chain. Sly of Fist, Ceiling Chain, Ceiling Chain, nhức đầu quá. Flame Ward, ok. You have been denied. Có vẻ rút cũng chỉ để dành skill để ấy thôi. Những pha chém rồi, chưa giáp lửa không, đang dụ kèo bật giáp lửa hay không? Không bật giáp lửa rồi, khô máu. Ở đây bắt vị trí của Thế Liêu Speed. Vâng, di chuyển ra lém lửa thì phía của họp ngơ ra, pha đá về. Slow rất nhiều, rút xuất hiện bao giờ xét hay không? Đang cố gắng, có lẽ không tự sát ở đâu, quá nhiều skill ở đây. Đây là một mạng cho rút rồi. Đang di chuyển bị bắt, lỗi thì cũng không phải là lỗi mà đó sự di chuyển để rình rập đối phương thôi, mà vô tình hai support bên phía team Monster lại gì ra chém trong tấn công rồi. Fortean giữ chân lại sử dụng skill 3 luôn, dồn đam vào Earth lăn banh lên, và như vậy là không chính xác, lăn banh mắc phế, mắc phế. Thế trên top thì Velom cộng cho mình skill 2. Với thì Harad chưa cọc, khó farm quá, hit level cũng khó. Có rune Invi luôn. Rune Invi cho Ember. Phía tới bot thì clock đi lane với Weaver hơi khổ. Anh farm nhờ vẫn farm được 13 như vậy khá ngon. Husqvar đang free farm trên top 277. Weaver farm cũng được thoải mái cho lắm 17-6. Ember farm sang nhà mid. Ở đây rồi, Nam vào rồi. Như vậy pha đá stun rút lên bảng bắt quá nhanh. Sorry các bạn, mình đã không kịp theo dõi toàn bộ tình huống, nhưng mà nhìn thấy cảnh rút lầm xuống coi như là ok. Coi như là ok, bù xì xa luôn. Tại sao không cho Ember lên, nhưng mà chắc Ember tiếc. Grab đứng ở lane farm, không cần bù xì xa. Có bình chả cần 12 chạc Magic, 15 chạc Magic won luôn rồi. Liệu pha photo end hay không? Chúng ta nhìn có lẫn sai, họ di chuyển lên, ở đây có sai. Bên phía team Calvary họ cũng có sai. Oracle có diễn ra photo end hay không? Nhưng không photo end. Đang suy nghĩ xem lên combat như thế nào. Thấy sự di chuyển hai support bên phía team Calvary rồi. Sen King cũng ra hỗ trợ ở mid, ở mid kèo khá là đông vui. Rồi giật set tôn quá. Speed, Sand King, ở đây nhìn thấy Speed rồi, rồi họ sẽ làm gì đây? Nó chưa xem stun hết level rồi, đã stun đi, lăn banh vào, nhờ rút xuất hiện, pha kẻ đời không, giờ skill 2, Thunderbolt từ phía rút, kết thúc mạng của Speed. Lần thứ 2. Speed di chuyển hơi lỗi thì phải. Để tính vừa rồi, di chuyển hơi lỗi, lăn banh thì không chính xác cho lắm. Trận tình huống như đá về phát thì về lại dịch ra một cái lăn banh, cái lăn banh của đối phương khô máu thì đây phải như bắt vị trí của ai đó, nhưng TB từ phía Ork rồi không thể giết được.
43 phút thứ 7, Monster làm rất tốt, mà lượng farm họ thì không ổn hơn phía đối phương. Cavalry farm tốt hơn ở land top và land mid. Vì dây bot thôi. Weaver đang free farm. Quay trở lại với cái view bình thường mà sẽ không làm gì cả. Còn bạn thì đầy view to lên thôi. Zoom out, zoom in. Chỗ chém farm ngọt từ phía của Ember. Lên top thì Mivius giống như một tượng đài vậy, không ai ra chiêu anh luôn. Sắp có cho mình đó là cái ấm đẹp rồi. Tiếp tục di chuyển ra, combo Senchi đây, Rocco xuất hiện nó hit cho mình level thì phải. Ember có cho mình level 6 khá là thoải mái. Hãy cho lag một chút xíu thôi, tại vì chúng ta xem đó là server Buffet One nhưng vẫn tạo được. Và Harad khá thốn phía của Weaver, vị trí của Clock lên khá cao rồi. Bắt đầu Harad vào trụ. Senking để di chuyển lên trên top và cố gắng đứng hit level, lập khá kỹ. Đây, dình dập ba con này không giết được Huska đâu. Cả giết ngược. Làm tay ít. Lassan sẽ lần nữa chuyển ra cho Photogen dưới chân từ phía Orko hay không? Photogen không, như vậy là làm cái gì đó. Trời ơi, my bad. Ủa, mình bị ngáo à? Sorry các bạn. Ở đây phải là co ra rồi, nào để bóng phía em vào Smith biến bóng hay không? Vâng, biến bóng đi đâu đó, anh biến phải quay hay lag gì phải. Không trên, phải rút đã nằm xuống rồi. Phía trên top thì sao? Sen King vẫn là cố gắng đẹp. My bad, mình ngáo. Ok, ăn phải. Hãy tha thứ cho mình. Vâng, pha đẩy ra lăn banh cờ chính xác rồi. Sen King lên bảng, TB ra của rút thì phải không? Đó là Weaver. Ở đây sẽ ra vét hay không? Em xích còn chút xíu máu thôi, pha Tsukuchi ra. Vâng, có lẽ là chết rồi, di chuyển lên đây, tự sát hay không? Vâng, chém ra chói là hay. Vâng, chém thả bọ ra rồi, như vậy vẫn chết không chạy được. Xem kinh thì cũng không bảo vệ được cái chủ của mình. Như vậy cái Ken Skin Spree 7x đã bị kết thúc từ phía Ember, bị kết thúc bởi Weaver. Ôi, đang ngáo, my bad. Rồi, mình ngáo kiểu Sorry, vừa ngủ dậy ngáo quá. Ok. À, tại sao mình có thể ngáo như vậy? Ember tiếp tục ra rồi, chúng ta đã qua chút network thì hiện tại hơn 2k cho bên phía Calvary. XP khoảng 3k rồi, hơn 3k chút xíu. I'm so sorry, speed lên dày máu. Velom thì vào rừng farm, cọc rắn. Velom vào rừng farm nhanh mà. Có cậu rắn ra phán bắt nhanh luôn. Mất trụ một trên top. Huska có Amblet sẽ vào rừng farm. Bần bậc smoke đi gành, không farm nữa. Như vậy quyết định để Ember farm, đứng lên farm. Và Huska có cho mình level 6 để 7 phát đi farm, đi gành luôn. Chém chói thành công rồi, liệu Sassan đi không? Vẫn còn cho mình, Sassan bị sai lầm dồn đam quá nhanh. Vậy Sen kinh lên bảng, không sự backup nào cả. Ở đây thì Huska sẽ solo kill con nó, cường tứ bút máu mình lên, nhảy vào rồi, ulti lao vào, TB về liệu kịp không, khả năng là sẽ kịp, không thì chết luôn rồi. Nhìn hơi lam chút xíu, nó ra mình không nhìn rõ cái lượng máu, máu của Orc thì hơi ảo, hơi tình huống vừa rồi. Bình thường máu như vậy sẽ không chết nhưng mà... do bị lag. Giật lag đâm ra là Orc chết, Weaver đang xanh dần lên và farm thì hơi khó chịu với con Orc. Trời, thả bỏ. Speed xuất hiện điểm pha giật sai lần rồi, đá săn là chính xác. Wow, xuất hiện điểm pha coi không? Không, có đẩy ra ngoài thôi. Zida, Fortuen giữ chân. Rồi, Zona Dam đến chết rồi. Sơ lây. Rocco ngắn mạng với cái Senchi cắm ra trước đó. Tsukuchi của Weaver. Tốc là cao, nhưng mà lượng máu của anh quá thấp. Một Purification Flame thôi, anh sẽ... chết rồi, bạn Vĩnh Cựu Hoàng hỏi team nào hiện tại à? Game đấu giữa team Monster ở bên phía Raiden và gặp team Cavalry bên phía team Dai trong khuôn khổ giải đấu I-League Star Series Season 3 khu vực Trung Quốc, vòng loại Trung Quốc. Tag CG mình chả biết, tag gì chắc là team nào đó đổi tên.
Ember thì đang đứng à không, như vậy là Aspid đang đứng trong rừng rồi. Sorry các bạn nha, nhiều lúc mình hơi ngáo, vừa ngủ dậy hơi ngáo, đầu óc chưa tỉnh táo. Nếu mà có nhầm thì đó là tại mình ngu. À, bút xuống dưới bot luôn. Weaver thì đã di chuyển xuống rồi. Thì anh có thể bảo toàn được cái trụ này không? Tsukuchi lên để farm và ăn được con crep rồi, bắn vào thôi. Ê đây, rình rập chưa đợi. Có pha smoke, nhiều lộ smoke từ phía gò mưa ra cũng xem kinh diệu sau tăng vào chi vừa. Ember Speed Home săn đè lên là dính sao rồi, phủ cắt chạy đi có vẻ khá là thốn. Vâng, Orc cũng sẽ mưa ra làm lại sau pha chói và OT của Huska thôi. Ở đây thả bỏ ra Weaver có vẻ không ổn rồi, đam không đủ rồi, có vẻ dồn đam vào đang hồi máu từ phía của Oracle. Anh búp cho mình OT chắc chắn sẽ không chết. Speed Speed rồi pha giờ sai lần đá săn chính xác, chói luôn từ phía của Ember Speed nữa, giật set OT ra của rút chưa ai chết cả, chính xác hơn là hai người nằm xuống bên phía team Monster rồi. Cavalry họ vẫn sống ở đây. Clock Orc, oh sorry các bạn, Clock thì đang phá hút sót vị trí của em của Velomancer, dồn đam bật cóc là hay, TB tiếp ra của Orc, vâng, Velomancer lên bảng rồi, chạy đi việc của Clock, sorry các bạn, mình ngoạn ngáo đây, rút đối đầu với cả Clock, pha bắt từ sao quá thốn ở đây, dồn bật cóc chết rồi, không giờ chạy đi, pha skill 3 của Oracle kết thúc luôn mạng của rút ở đây, có vẻ như thả hội Bola từ phía của Ember Screen giật lag quá nhiều, và bên phía team Monster họ chết 5 người, 6 người gì đó, còn Cavalry thì không chết ai cả. Survive recap đâu 16 năm rồi. Đây, chết vậy ở team ngoài nhưng mà thời gian chết thì là không trùng nhau, cách xa một đoạn combat khá lộn xộn. 1k 8 câu, 2k dưới XP cho bên phía team Cavalry, bên phía team Monster thì âm thật 900 câu cơ, XP ăn được 2k 8, lỗ có pha bú xì xa của 5 người từ phía team Cavalry. Vẫn đang ngáo. Ok, mình sẽ phải chấn chỉnh lại, phải vực dậy tinh thần mới lên. Chi chi đi thì Huska push thẳng vào mid, đứng khá là chênh vênh ở đây. À, mưa dài về lom không khả năng giết rồi, có ám lẹt biết Huska búp máu gần như bất tử vậy, quá khủng khiếp. Sen King vừa chết đâu đó, như vậy pha chết trên top, sorry mình vừa miss kill. Sorry các bạn, có lẽ pha oh my god, cái gì mà rút giết dây bot vậy? Trời chết nhanh vừa vừa thôi các anh ơi. Em đang ngáo các anh đừng nhanh như vậy, từ từ thôi. Tsukuchi lên phía của Weaver, bắt vị trí Oracle. Đây nhìn thấy rồi, Ember Spirit có vẻ như là sẽ lùi lại phía Weaver thôi. Tsukuchi chạy đi, không có đất Sen gì cả. Mà có hơi khó. Ember lên cho mình đó là cái giáp phản. Dân chơi rồi, chắc chơi người rơi ở đây. Chất chơi người rơi là đây. Weaver có cho mình Purser, Ren farm tương đối trận. Dình dập từ phía của Speed có vẻ như không nhìn thấy sự chuyển của Velomancer ở đây. Nhìn thấy Orc di chuyển rồi, pha đá stun giật Silent là hay, nhưng mà có vẻ như không ổn rồi. Không như vậy đang cố gắng ke đường, liệu pha lăn rồi không lăn vào. Vâng, sọc stun tôi từ phía Sen King dồn đam vào. Vẻ như Ebola thả ra Earthspeed rồi, stun được rất nhiều. Velom tung cho mình Poison Lova, như vậy Earthspeed sẽ lên bảng thôi. Anh vẫn chưa lên bảng, như vậy đã lên bảng rồi. Đây pha TBV của Clock mình không chết. Đây Huska tung ulti dồn đam vào, học stun rồi nhưng Sen King vẫn chết. Ở đây độc đang ngấm Huska như một vị thần đấy, lao thẳng vào đây. Đặt boost thứ 2 để tránh khả năng bị dồn độc từ phía của Oracle vào Ember Speed. Tsukuchi không, Weaver xuất hiện, Tsukuchi lên thả bò cắn vị trí của Ember Speed rồi. Ember Speed vẫn chưa có cho mình đó là cái OT, như vậy con Karam đã bị giết rồi. Trời ơi, combat khá dài hơi. 1-3 đổi một mạng nữa, Speed lấy 3 mạng bên phía team Monster là có bóng, sẽ TV về regen push vào chỗ 2 luôn. Clock thì TV thành công trước đó, bảo tồn sinh mạng thì di chuyển support để farm ở mid thì Speed thì ra đi hit level. Sand game phải làm. Cái việc mà có cho mình cái layup mà máu mỏng quá đâm ra dễ bốc hơi trong combat, gặp con Huska thì chả biết phải làm gì. Thì hiện tại cho bên phía team Monster cả, họ không thể nào mà giết được Huska. Hơi khó. Tụi cho ăn Roshan luôn khi mà Huska đang rất là mạnh mẽ thời điểm 18 tuổi, 17 tuổi thì đó. Vẻ gãy xương châu từ phía Huska. Và rồi, tôi búp máu mình lên, búp cầm đánh từ phía Oracle, búp Faded vào vị trí con Roshan. Có vẻ như bên phía team Monster cũng không biết điều này thì phải. Velom đang farm, Orc nó dài FIFA và đang đi quẩy. Không ai biết, nobody know.
Sao đã sao mình cầm lấy gì từ là Huska. Rồi, nó như một vị thần vậy. Ai giết Huska hộ tôi với. 503 Loto có vẻ khá là vui. Di chuyển vào nhìn thấy con orc liệu phao sót hay không, vừa lỡ là nhanh võng như vẻ là không rồi. Vẫn chưa full start, có cho mình giáp phản thả lên. Ở đây thì có vẻ cái thủy chiến của Weaver sai lần rồi kìa, mà tốc độ khá cao, cắm xe chi là hơi muộn đây. Có lao công phao sót giết luôn rồi, mạng Weaver quá hay. Trời ơi, Sen King cũng đã nằm xuống. Orc mơ dài ta làm gì, Ember Spirit có anh truy đuổi theo vị trí của Velomancer để bóng lên chém chó hay không. Chém chó thành công rồi, bật cho mình giáp phản TV khá là bựa thì với Velom. Như vậy vẫn đủ đam để chết, một cái để bóng lên thôi, pha lăn banh là chính xác rồi, đá về. Trời ơi, đánh như hack vậy từ phía Spirit, một pha dồn đam combo phía Oracle chết luôn mạng của Orc mơ dài, mất 4 người. Dù thì hèn nhát ở đâu đó quá xa, anh chả buồn dùng cho mình OT vì chả giết được ai. Mà lên dùng OT trong pha combat vừa rồi, chủ đan bởi Huska của Mivius. Vâng, chào bạn Hoàng Linh Phạm. Xin chào bạn. Trời ơi, bây giờ giờ ngồi cát thôi vẫn đọc được chat, vui quá đê. Dừng mò bên YouTube thấy có phần bật cửa sổ, có phần giống như Thóc vậy, Thóc thì xì đa hơn, rất phức tạp. YouTube rất đơn giản, rất ngon và nhảy. Chào bạn Hiếu Lê Hiếu. Hey. Chúng ta hiện tại đang theo dõi một game ở vòng loại Trung Quốc nhưng mà đánh nhau khá là nhiệt, các bạn thấy không? Tỷ số đã là 256 phút 18 rồi. Đánh nhau tương bừng, cảm giác như đang chúng ta xem một trận đấu của hai game của C vậy. Bên phía Raiden thì đó là team Monster, còn bên phía team Dai bên phía Dai thì đó là team Cavalry. Hai team Trung Quốc nhưng mà đánh nhau như C vậy. Có lẽ là đâu, có lẽ nào đây là một cuộc cách mạng. Ở đây Speed bị lộ rồi, sau gian thì phía Sen King dồn đam vào, vật giật xét các kiểu đi. Sang đây đến phía có Merzai, lượng đam mà quá nhiều. Epic Center lổ giá nữa, trời ơi, ở đây Karok một pha bóc lốp. Chết con Velom rồi, mới hết giáp phản thì dồn đam mà quá nhiều, slow quá nhiều. Giật xét các sau gian lên bảng rồi, Oracle xuất hiện là quá muộn, không cứu được. Nhưng mà pha vòng sau phía Huska dồn đam vị trí Sen King, vì săn giữ chân rồi, Weaver đang nhả đam, vẫn còn cái Exit. Tsukuchi đi định OT thì phía của Huska có lẽ sẽ đốt chết thôi, không gì cứu được. Omerzai đang bị quẩy bởi Ember Speed với cái giáp phản của mình. Omerzai không biết phải làm gì. Fortuen giữ chân hay không? Fortuen giữ chân rồi, như vậy sẽ lên bảng thôi từ phía của Omerzai. 4 mạng nằm xuống từ phía viên Monster, họ đổi ăn được 2 mạng từ phía đối phương. Tính ra có lời câu hơn và XP hơn tại vì network giờ tranh quá nhiều. Sorry my bad, trời ơi. Đó, đúng là ngáo thật, quên không chịu network. Sorry my bad. Bây giờ tranh khoảng gần 20k cho bên phía team Cavalry, XP khoảng tầm 18k. My bad, my bad. Rồi, vẫn đang ngáo. Ê, mình không có cam, mình không có cam. Chưa mua cam, chả biết có lên mua cam hay không. Xuống push dưới bot rồi, Cavalry bút dưới bot rồi, quá khó đẹp từ phía team Monster. Búp máu lên từ phía Huska, tanh trụ luôn, thoải mái. Ember thì bật giáp lửa, flame quát lên để clear cái đống kẹp này. Creep tràn vào. Nhưng mình khẳng định với các bạn là mình rất đẹp trai. Đó. Mình cực kỳ đẹp trai phía trên top, vẻ như pha combat thả bọ ra không chính xác rồi. Clock còn chạy đi pha giật Thunderbolt không thả bọ chính xác đây. Weaver gì theo liệu có chạy được phía Clock hay không, và anh không có cho mình đó cái TB. Úp shot là hay, di chuyển quá hay phía Clock. OT ra của phía rút mà Four Star lên hỗ trợ Weaver nhưng mà top không đủ. Phần phía dưới bot thì đã tràn vào combat ở đây khá hỗn loạn, nhưng về Huska chưa chết vẫn còn cho mình không. Như vậy bố OT từ phía của Oracle rồi, Oracle có chạy nhưng Weaver vết máng ở đây. Đậu pha bật mạng Sentinel không, quẩy luôn giờ săn là hay rồi, dồn đam cho đến chết vị trí của Weaver từ phía Huska. Pha OT luôn dồn đam vị trí của thế liền đó là xanh liền Velomancer. Trời ơi, chết quá nhanh và rút hèn nhát cũng dám làm gì. Sen King hồi sinh ra Huska một tượng đài vậy, vẫn còn cho mình đó cái AZ tầm sao mà giết đây. Ember Speed và Regen lên đẩy bóng lên và rất hổ báo cáo trồn, có như mình giáp phản không ngại gì vết bẩn cả. Đã xong cái trụ rồi, dồn đam với cái Billy Barrack thôi. Hoặc dù mà xuất hiện liệu bật giáp phản hay không, chém chói nào, chém chói nào. Như vậy pha chém chói không chính xác thì phía của Ember Speed rồi, đã xong cái Billy Barrack, bây giờ còn cái Rang Rack thôi. Huska vẫn như một tượng đài vậy, Oracle hồi sinh ra rồi, FIFA ra lém lửa vào tay người nhưng mà có vẻ không ăn thua, vẫn chưa muốn dừng lại. Huska tiếp tục di chuyển ra mid, anh vẫn có hoàn toàn thể tanh nhưng mà không còn mana để dụng skill 1 cho mình. Inner Vitality, còn quá nhiều tên skill fortify gọi bên phía team Monster, họ sẽ đép trong kèo này khi mà chỉ còn 3, 2, 1 giây nữa thôi.
là Weaver sẽ hồi C, nhưng mà cái chỗ đó mình cầu máu quá nhanh, còn Fortify lỡ pha giật xét kim một ra thì phía của rút thì có đẹp Weaver xuất hiện rồi, làm gì đây? Husky vẫn chưa chết, nó đang farm như điên vậy. Pha giật xét lần hai đá săn hay từ phía Smith dồn đam vị trí của Weaver, liệu anh có chết hay không? Vâng, chém cho thành công, dồn đam chết luôn, như vậy Weaver sẽ chết và không ai đẹp cả. Clock phá hút sau này dồn đam cóc được cả hai người đây, thì rút đang có một chạy lăn banh gai OT phía của Husky, dồn đam vị trí rớt rồi đây, về Sen King muốn làm gì đó, Sen tôi đổ ra cái cũng đủ đam rồi, sẽ chết luôn rồi, như vậy là GG thôi đó. Làm mạng tìm ngoài, như vậy GG luôn. Ok em fine. Một game đầu có lẽ hủy diệt cho phía Cadbury, tỷ số 3-7-9. Vừa rồi phần bình luận của Throwbaker đến từ Hoodie TV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong ít phút nữa thì vào game đầu thứ hai, vì đây là game đầu thứ nhất trong kèo Boba thôi. Chúng ta vẫn còn hai game đấu phía trước. Yes, hai game đấu phía trước của chúng ta sẽ chờ nha. Thì bây giờ thì ra làm công việc quen thuộc của